khai huyệt massage thông thiên khí mà chỉ có 299 xu thì các bà đã thử chưa? Hãy cùng Quỳnh thư giãn tại Slender Beauty and Academy ở số 2 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1 này nha. Không gian thì cực kỳ sang trọng, thư giãn thoải mái, nhân viên thì tư vấn rất là nhiệt tình luôn nha. Sau khi tìm hiểu 7749 nơi thì tôi đã quyết định chọn gói dịch vụ khai huyệt dưỡng sinh thông thiên khí ở bên đây. Bây giờ thì cùng nhau thay đồ và thực hiện liệu trình này thôi nè. Và như các bạn đã biết thì Quỳnh là một giáo viên nè, nên việc ngồi và cúi đầu chấm bài là thường xuyên nên rất hay bị đau cổ vai gáy. Nghe nói gói dịch vụ này sẽ giúp đả thông kinh lạc, trị liệu đau cổ vai gáy, giảm đau nhức tức thì, hiệu quả ngay lần đầu tiên nên là tôi phải thử liền để kiểm tra cho các bà xem nè. Đầu tiên thì tôi sẽ được bác sĩ massage nè. Sẽ nói tai massage đấm bóp tới đâu á thì thoải mái cực kỳ tới đó luôn nha. Và sau khi massage xong á thì tôi sẽ được ấn huyệt cổ vai gáy này các bà ơi. Ta nói ấn vào những huyệt đang nhức mỏi thì đã lắm nha các bà ơi. Ấn xong một cái là cảm thấy hết nhức mỏi khỏe re luôn nè. Đúng là những bác sĩ có tay nghề cao thì nhấn phát nào là khỏi đau ngay phát đó luôn nha. Tiếp đến thì tôi sẽ được đắp thuốc thảo dược để bài hàn ẩm độc tố hai bên. Và do Quỳnh thường ngồi nhiều nè nên bị đau nhức vai gáy lâu á nên Quỳnh sẽ chọn thêm phần xong gãi cú nữa nha. Sau khi xong á thì tôi cảm thấy khí huyết lưu thông đỡ nhức mỏi hơn nhiều luôn nè. Ta nói làm xong liệu trình này á nó đã gì đâu luôn á các bà ơi. Cổ tôi như bỏ được cục tạ 30 kg luôn nha mấy bà. Mà tôi còn thấy xua tan đi mệt mỏi nữa nha. Giúp cơ thể khỏe hơn nè, cũng như là bổ sung thêm năng lượng để có thể tiếp tục công việc. À mà các bà đừng quên lên hotdeal.vn để có thể mua voucher 299 xu nha. Cuối cùng thì Quỳnh sẽ được bác sĩ dặn dò một số bài tập có thể tự tập ở nhà để có thể cải thiện tình trạng đau nhức của vai gáy nè. Bây giờ thì Quỳnh sẽ thay đồ và ra về đây. Bye bye.